quay lại. Chúng ta đã thổi còi phạm lỗi của đội áo vàng Hiền Chọc. Ở đây là đã pha đá phạt của anh Thanh Rồng. Hay quá, một đường chuyền xong. Hay. Hay. Rồi rồi. Rồi rồi. Vẫn còn. Ôi. Trọng tài đã phạm lỗi, đã thổi còi. Hôm qua đã phạt ngay gần sát vạch 16m50 của đội Đâm FC. Đục. Mình lượng như đúng rồi trời. Đây là pha đá phạt của Phát Rambo. Tấm vô, tấm vô. Cục 2 đồ vô. Thôi đừng la, để cho nó đá đi, đừng la. Cho nó đá sao đá. Đừng kêu, kêu nó khó đá. Rồi, pha phạm lỗi để bóng chậm tay của Thành Long. Bánh vẫn còn. Hay quá. Pha bắt bóng chính xác của thủ môn Văn Công. Chuyền lên, thật dài lên cho Nghĩa Đức. Nghĩa Đức đỡ được cho banh quá đẳng cấp. Một đường chuyền xa vào không? Không vào. Một pha áp sát của thủ môn quá kịp thời. Pha va chạm nó rất là nguy hiểm. Đây là một trận đấu đầu mùa dịch của đội Đâm FC sau 4 tháng cách ly. Vô một pha quá đá phạt góc quá đẳng cấp. Quay quay luôn đẳng cấp luôn. Ai ai đá vô vậy? Đứng Anh hả? Ô cha, hồi nãy mới giờ cho anh Trứng Anh là truyền banh cho đội bạn, nhưng mà nay ghi cái banh quá đẳng cấp. Từ quả phạt góc từ bên cánh cha cánh phải vào thẳng vào cái góc xa của khung thành của đội Hiền Chọc. Đúng rồi. Có một cái sự gì đó gọi là nhờ gió. Đây. Hay. Đó là sức sức đá thì chỉ có 3 thôi, nhờ sức gió là 7. Sức gió là nhiều. Sức chân thì không bao nhiêu. Theo anh kìa anh, theo anh kìa anh. Hay quá anh ơi. Hãy đi. Vào luôn không vào. Ô một pha một pha lúng túng của thủ môn đội bạn. Ôi trời. Ủa vô hả? Ngoài ngoài hả? Do nhiều khung thành ở bên sân của Đâm FC quá, nhiều khi mình nhìn lầm. À, một pha qua banh quá hay của Tướng Anh. Ôi một đường chuyền quá sâu. Pha áp là đá Hoàng Anh được. Tuyển bên Tottenham rồi qua đấy. Hay quá, một pha đeo bám rất quyết liệt của anh Thanh. Chết rồi. Đó là một pha phạm lỗi ngớ ngẩn của môn Văn Công. Chào anh ơi, sao không phát lên luôn anh Công? Phải vậy anh Long nè, con chấm lại lại đi anh. Giữ banh chơi lại đi. Đừng chạy như nguy hiểm lắm. Trận đấu đầu mùa dịch của Đâm FC là một trận đấu rất hấp dẫn.
đang có tỷ số lật đổi rất sát sao. Hai đội đều có những pha ăn miếng chảo biển rất quyết liệt, rất hay. Ôi không được rồi, pha đánh đầu của anh Nghĩa Đức đã vọt xà ngang. Một đường chuyền quá hay của Tuấn Anh. Đây là anh Anh. Không được rồi. Ồ. Đội bạn đã điểm trái banh ra khỏi khung thành. Sát mép cục dọc của khung thành Giang Công. Đây. Một pha giật gót không thành công của đội Đâm BSC. Anh tóc dài, áo vàng. Vô kìa, anh ăn vô. Rồi. Hai người lại là bên cánh phải. Ở đây là An Tên Lửa. Biệt danh là An Tên Lửa vào thay cho cầu thủ cánh phải tên gì đó như Danh. Đây là một pha đá phạt cũng khá là nguy hiểm, nằm chết bên cánh phải của khung thành đội Hiền Chọc. Đây nếu mà ai là có một cái đôi chân kỹ thuật thì rất có thể là một cú sút rất là nguy hiểm. Vào không? Vào! Đúng như những gì mình nói luôn. Đúng là đôi chân kỹ thuật thì rất có thể làm nên chuyện. Pha đá phạt từ góc bên cánh phải rất đẹp. Tỷ số hiện tại đang là 2-2. Không áp. Thật sự mà nói tôi quay thì tôi cũng mỏi tay luôn. Quay tiếp đi anh, quay hết. Thôi, đi. Mỏi tay rồi. Quay hết đi Ngân. Quay chậm đi. Ngân đi. Sang. Quay hết được một rồi.